Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Lý Việt 21 của mình. Thì trong hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một cái sự kiện đặc biệt và không thể bỏ qua trong thế giới blockchain. Một mạng lưới đang nổi lên và hứa hẹn sẽ phá vỡ sự thống trị của Ethereum và Solana. Đó chính là B-Network và sự ra mắt mainnet mở của nó. Như chúng ta biết rằng B-Network là một dự án blockchain phi lợi nhuận nhằm mục tiêu mang đến cho mọi người khả năng tham gia vào thế giới tiền điện tử một cách dễ dàng mà không cần đến phần cứng đặc biệt. Với hơn 45 triệu người dùng trên toàn cầu thì B-Network đã tạo nên một cộng đồng đáng kinh ngạc. Và bây giờ sau một thời gian dài hoạt động trên testnet, B-Network đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự ra mắt của mainnet mở. Điều này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cái cuộc hành trình của họ khi họ sẽ đưa B-Network trở thành một mạng lưới hoạt động đầy đủ với khả năng xử lý giao dịch nhanh chóng và an toàn. Sự ra mắt mainnet của B-Network hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, từ việc giảm thiểu chi phí giao dịch nè, rồi tăng cường tính bảo mật nè, đến việc mở ra những cơ hội mới cho các ứng dụng phát triển trên nền tảng của nó. Tất cả những điều này sẽ tạo ra một môi trường blockchain phát triển và công bằng hơn. Với sự ra mắt mainnet này, B-Network hy vọng sẽ phá vỡ sự thống trị của Ethereum và Solana, và họ tin rằng mạng lưới của họ có thể mang đến một sự thay đổi lớn trong thế giới blockchain, đặc biệt là trong lĩnh vực DeFi, tài chính phi tập trung và ứng dụng phi tập trung DApps. Và B-Network hướng đến việc cung cấp một nền tảng linh hoạt, tiện lợi và an toàn, giúp mọi người trải nghiệm tiền điện tử một cách dễ dàng và không cần kiến thức chuyên sâu. Nói chung là mình rất là phấn khởi và mong chờ sự ra mắt của mainnet của B-Network các bạn, với hy vọng rằng nó sẽ mở ra một tương lai mới, nơi mà mọi người có thể trao đổi nè, gửi nhận và sử dụng tiền điện tử một cách thuận tiện hơn và an toàn hơn bao giờ hết. Đồng thời, sự phá vỡ sự thống trị của Ethereum và Solana sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh hơn nữa trong ngành và mang lại nhiều cơ hội đầy tiềm năng cho tất cả mọi người. Cho nên hãy cùng chờ đợi và theo dõi những thông tin mới nhất về sự ra mắt mainnet của B-Network. Hãy tham gia vào cuộc cách mạng blockchain này và cùng chúng ta khám phá những tiềm năng vô tận của nó các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Và được có điều đừng quên, hãy nhấn vào nút đăng ký và bật chuông thông báo là các bạn để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà liên quan đến sự ra mắt của mainnet của B-Network và những tin tức mới nhất về thế giới blockchain. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chủ đề này các bạn. Chúng ta hãy xem nha. Sự ra mắt mainnet của B-Network được thiết lập để phá vỡ sự thống trị của Ethereum và Solana. Thị trường tiền điện tử đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong những năm qua, với nhiều nền tảng blockchain khác nhau đang cạnh tranh để giành quyền thống trị. Ethereum và Solana đã nổi lên như hai người chơi nổi bật, nhưng một ứng cử viên tương đối mới, B-Network, sẵn sàng thách thức vị trí của họ. Quá khủng chưa? Với việc ra mắt mạng chính sắp tới, B-Network đã thu hút được sự chú ý đáng kể nhờ cách tiếp cận độc đáo đối với sự đồng thuận và khả năng mở rộng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách mạng B có khả năng vượt trội hơn Ethereum và Solana chỉ trong vòng 3 tháng sau khi ra mắt mạng chính. Quá khủng chưa các bạn? Chỉ 3 tháng thôi nha. Chỉ 3 tháng thôi. Một, khả năng mở rộng. Một trong những rào cản lớn mà Ethereum và Solana phải đối mặt là khả năng mở rộng. Cả hai nền tảng đều gặp phải những thách thức trong việc xử lý khối lượng giao dịch ngày càng tăng, dẫn đến tắc nghẽn và phí cao. Mặt khác, B-Network đã được thiết kế với khả năng mở rộng ngay từ đầu bằng cách sử dụng một cơ chế đồng thuận mới có tên là bằng chứng về sự đồng thuận. B-Network nhằm mục đích đạt được sự cân bằng giữa phân cấp và hiệu quả. Cách tiếp cận này có khả năng mở rộng quy mô hiệu quả và xử lý số lượng giao dịch lớn hơn đáng kể, vượt trội so với Ethereum và Solana về khả năng mở rộng. Số 2, khả năng truy cập và sự chấp nhận của người dùng. Một yếu tố quan trọng trong sự thành công của bất kỳ nền tảng blockchain nào là sự chấp nhận của người dùng. Ethereum và Solana chắc chắn đã đạt được sức hút đáng kể, nhưng việc áp dụng chúng vẫn còn hạn chế đối với những người đam mê và phát triển tiền điện tử. B-Network tập trung vào khai thác trên thiết bị di động và giao diện thân thiện với người dùng nhằm mục đích tiếp cận cơ sở người dùng rộng hơn,
bằng cách cho phép các cá nhân khai thác Pi trên điện thoại thông minh của họ mà không làm cạn kiệt pin hoặc dữ liệu. Mạng Pi có khả năng thu hút hàng triệu người dùng trên toàn thế giới. Việc áp dụng rộng rãi này có thể mang lại cho mạng Pi một lợi thế đáng kể so với Ethereum và Solana, cả về số lượng người dùng và hiệu ứng mạng tổng thể. Quá khủng. Tiếp theo là tiết kiệm năng lượng. Mối quan tâm về môi trường đã trở thành một sự cân nhắc quan trọng trong ngành công nghiệp blockchain. Ethereum và Solana dựa trên các cơ chế đồng thuận sử dụng nhiều năng lượng, chẳng hạn như Proof of Work, Power và Proof of Stake Boost tương ứng. Ngược lại, mạng Pi sử dụng bằng chứng đồng thuận sáng tạo, đòi hỏi mức tiêu thụ năng lượng ít hơn đáng kể. Bằng cách ưu tiên hiệu quả năng lượng, Pi Network đã định vị mình là một giải pháp thay thế bền vững hơn, thu hút những người dùng có ý thức về lượng khí thải carbon của họ. Cách tiếp cận thân thiện với môi trường này có thể thu hút người dùng và các dự án đang tìm kiếm các giải pháp thay thế xanh hơn cho Ethereum và Solana. 4. Quản trị và phân quyền. Quản trị đóng một vai trò quan trọng trong sự bền vững và phát triển lâu dài của các nền tảng blockchain. Mặc dù Ethereum và Solana đã thiết lập các mô hình quản trị, nhưng chúng thường phải đối mặt với những thách thức liên quan đến tập trung và tập trung quyền lực. Mạng Pi thông qua cơ chế đồng thuận độc đáo trao quyền cho người dùng tham gia tích cực vào quá trình ra quyết định bằng cách cấp quyền biểu quyết và cho phép quản trị dựa vào cộng đồng. Pi Network nhằm mục đích thúc đẩy một nền tảng phi tập trung thực sự. Sự nhấn mạnh vào quản trị dân chủ này có thể thu hút các nhà phát triển và người dùng coi trọng một hệ sinh thái toàn diện và minh bạch. Khi thị trường tiền điện tử tiếp tục phát triển, Pi Network nổi lên như một kẻ gây rối tiềm năng, có khả năng vượt trội hơn Ethereum và Solana chỉ trong vòng 3 tháng sau khi ra mắt mạng chính. Với sự tập trung vào khả năng mở rộng, khả năng tiếp cận, hiệu quả năng lượng và quản trị phi tập trung, Pi Network giải quyết một số điểm đau chính mà Ethereum và Solana hiện đang phải đối mặt. Mặc dù thời gian sẽ trả lời liệu Pi Network có thể thực hiện được lời hứa của mình hay không, nhưng cách tiếp cận độc đáo và sự nhấn mạnh vào việc áp dụng của người dùng đã định vị nó như một đối thủ đáng gờm trong không gian blockchain. Đó là một sự phát triển thú vị có thể định hình lại tương lai của tài chính phi tập trung và bối cảnh tiền điện tử rộng lớn hơn. Rồi, rất là tuyệt vời đúng các bạn. Hy vọng là thông tin này sẽ rất hữu ích cho các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như các bạn có thắc mắc gì có thể bình luận dưới video và đừng quên cho mình một like trên video, cũng như đăng ký kênh YouTube của mình. Sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bạn nào chưa đăng ký Pi thì các bạn hãy đi vào mô tả video đăng ký các bạn. Máy thiệu của mình vẫn là Picasso trên màn hình các bạn nha. Rồi, xin chào và hẹn các bạn là lần sau.